từ sáng đến tối. Cho tôi lại cái tại vì cũng như đây có thầy tôi chỉ tôi hát mới được. Anh thua em ngồi cạnh em này. Ok cần chơi cần. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, hãy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang sốt mỗi khi gặp anh. 5 phút sau rồi sẽ mở đi thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, lên đó cũng được. Rồi mai ngày ta ra đi, em ước trước sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh, thì anh sao cũng được. Em sao cũng được. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối. Wow. Tuyệt vời. Mấy đứa không được cười nha. Tụi em diễn mang đôi canh đó. Hey.
tay ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Em nói em cho xin nhạc bài bài cô đơn lại cái. Sư phụ vô nhà ngồi đợi em chút đi. Ok. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mãi suốt mỗi khi gặp anh. 5 phút sau, son sẽ mở mi thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, lên đâu cũng được. Anh ca không hay, anh cũng không biết đàn, nhưng muốn hát cho em, hát thật lòng. Người ta nói người con gái ở cạnh ta là trang sức đầy quý giá, thế nên anh phát ra ánh sáng, vẫn trông thế xanh với mắt nàng. Bộ áo em đẹp như ái, hòa với một chùm mùi nước hoa. Đôi khi là gió em trên đó, đôi khi là hương tóc em tốt hoa. Em thường mở nơi đi chậm lại, xin em không được nhỏ có hoa. Để tay em siết em sạch lại, thành phố này như chỉ có ta. Chờ em từ sáng đến tối, chỉ là thấy em trong bộ đồ anh yêu. Lộn. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Nắm giữ lời một mà nơi em, em vẫn luôn người kia cần. Ngày sau nó cũng đẹp. Mai này ta ra đi, em ước chiếc sân nhà đầy hoa. Em nói em có biết anh, nhà em sao cũng được. Rồi nhớ rồi chú ơi. Sao nữa? Không nhớ rồi chú, nhớ rồi chú. Yên tâm. Chắc 100%. Mấy em quên chứ tôi nhớ. Có gì tôi nhắc cho.
Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông. Còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dè xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa trên vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vơn đất vơ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Cùng bên tôi, cùng bên tôi hết. Là cái lời come with me we travel all Việt Nam. Hãy bên tôi cùng đến đất nước Việt Nam. Nó cùng ý nghĩa. Anh sửa nhé. Nếu mà nghe để thử đi, nếu mà không được thì mình sửa lại sau. Chứ còn khúc này mặc đồ này mà hát cái câu đó là nó có, nó kỳ lắm luôn. Con đường đây thì dấu thác kiệt sông sâu,
ta vẫn chung muôn lòng nguyện cầu gần nhau đến khi bạc đầu. Hai ya con nước đầy thuyền, xin đi trời sẽ duyên xóa bao dòng cho cuộc đời hồng. Đồng lòng tát gan biển đâu luôn luôn nhạc luôn hả? Nhạc. À nhạc. 3, 2, nhạc. Dâng bên khi lao ngày cầu trèo xinh lễ trao tay thuyền hoa đứng trong bên này gần đầu đón ngày gánh ghét những nỗi đau cho phép ta là mình đứng phía sau xoay nỗi đau ta là nơi mình ai ơi con nước đây chẳng ngày sông sâu chung muôn lần gần nhau đến khi bạc đầu. Con nước đây sống đi qua sẽ xuống bao lòng cho đồ đi chơi quá. We'll be right back.
Hết buồn gì ta? Lưng ở hai đuổi rồi. Đuổi. Hết buồn gì ta? Rồi khi mà anh đứng dậy ha, rồi lúc mà ngồi là ok nè, em giả bộ như chói tay ha. Rồi anh đứng dậy giùm em, đứng dậy là thoải mái đúng không? Rồi đi qua đây cái, cứ dừng nó đi qua đây. Rồi đó, hết cỡ nha, thấy nó căng là hết cỡ nha. Rồi bắt đầu đi qua đây cái chữ nhất dây nha. Đó, là hết cỡ. Ok, rồi lại trả về, trả về. Rồi trả về ở giữa. Rồi, đó có bao nhiêu điểm điểm diện cho anh Hưng nè. Ok, rồi, rồi. Được. Rồi, mình làm đây từ đầu đi. Rồi bắt đầu là anh Hưng chỉ ngồi thôi. Rồi mấy bạn ơi, tạo được hình bắt đầu như thế nào nha, tập thử luôn nha. Nhớ nhạc không nha con. Rồi ngồi xuống đây Hưng, đeo headset nha.
ngàn trong gai. 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube Gia Quanh, thứ bảy hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Gia Quanh Show, xem ngay anh trai vượt ngàn trong gai. We'll be right back.